chai Việt hơn ấy ạ. Mình thích chai Tây. Em thích chai Việt hơn ạ. Cá nhân em thì em thích giai Việt hơn, nhưng mà phải đẹp trai như là Iron Man. Thích giai Việt hơn Iron Man. Thích giai Việt Iron Man. Em thích hẹn hò với trai Việt hơn ạ. Ờ, của em. Còn em cũng là trai Việt. Tùy chị ạ. Tùy của em nghĩ sao? Theo em thì em nghĩ là trai Việt em như nào cũng được, nghĩa là người ta hợp với mình là được, chứ còn không quan trọng là người Việt hay người Tây. Còn em là thích hẹn hò Tây hơn hay Việt hơn nhỉ? Chắc là Việt hơn là em. Giai Việt thì tầm 30 đến 45 tuổi có cái được là sướng và ngon. Ngon. Vì là em thích, nói chung là về truyền thống, về văn hóa thì mình sẽ vẫn hợp nhau hơn. Còn có thể trai Tây hoặc người nước ngoài thì mình có thể thích vẻ bề ngoài, nhưng mà nó chỉ là vẻ bề ngoài, còn con người thì chắc chắn là vẫn là người của mình hơn. Nghĩ là chắc là mình kiểu phù hợp với phong tục tập quán đây, nên là em nghĩ là trai Việt phù hợp với mình hơn. Còn em thì em nghĩ là kiểu hợp tùy và tùy sao hợp, khá hợp nhau ấy, chẳng ái các kiểu ấy. Tại kiểu Tây khác biệt văn hóa nên là cũng hơi, nếu như mà kiểu không khó, ý nghĩa khó chấp nhận, nếu như mà có những cái gì đấy nó vượt quá những thứ mình có thể chịu được. Vâng. Với em thì trai Việt gần gũi ấm áp hơn, với cả văn hóa nó gần với mình hơn so với trai Tây. Tại vì em không học tốt tiếng Anh ấy, cho nên là em cảm thấy giao tiếp với người bên trai Tây thì nó khó hơn ạ. Với lại kiểu nhiều câu ấy em cũng không biết nghĩa ấy, cho là em khó hiểu là người ta nói gì với em ấy. Và em nhìn người Việt quen hơn cho nên là thuận mắt hơn. Ồ, cái thuận mắt hơn. Còn em sao nhỉ? Còn em thì em thích trai Việt hơn, bởi vì em quen với cuộc sống của Việt Nam, bởi vì em thích người Việt Nam. Em không thích sang những cái nước ngoài. Sao con đẹp trai cũng không thích? Dạ không. Con đo đẹp trai thì chắc là không đến lượt mình đâu ạ. Chắc là không đến lượt mình đâu ạ. Em sẽ suy nghĩ lại, trai Tây cũng có những cái điều thú vị riêng của họ. Em sẽ suy nghĩ lại. Đẹp trai là em không thích cao to ạ. Đẹp trai không thích, thích cao to thôi á? À, em thích đẹp trai, không thích cao to. À, hiểu ra của em vậy. Em thì chắc là đẹp trai là tiêu chí đầu tiên của em. Còn tốt bụng chứ, mà tốt bụng là không đẹp trai đâu. Có ạ, tốt bụng ga lăng, kiểu tốt bụng mà không đẹp trai đâu. Thế em suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại, còn em đồng ý không? Em đồng ý với bạn ạ.